Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Bản tuyên ngôn độc lập, người Việt Nam ta đã thuộc nằm lòng và tin rằng đó là chân lý. Thế nhưng sẽ thế nào nếu một quốc gia chiếm gần 1/6 dân số thế giới không tin vào điều đó mà lại cho rằng một người khi sinh ra, định mệnh đã bắt buộc họ phải thuộc về một đẳng cấp nhất định. Đẳng cấp đó sẽ quyết định mọi thứ, từ địa vị xã hội, nghề nghiệp cho đến thứ bạn đưa vào miệng và cách bạn hành xử trước những giai cấp khác. Tại sao quốc gia là cái nôi của Phật giáo, một tôn giáo lớn mạnh dựa trên giá trị cốt lõi, tất thảy chúng sinh đều bình đẳng, thế nhưng lại tôn thờ một hệ thống phân biệt đối xử tàn bạo đến như vậy? Tại sao một quốc gia tỏa sáng trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu vẫn bám lấy một hệ thống bất công đã tồn tại từ 3.000 năm nay? Tại sao không ai thắc mắc, không ai phản đối, không ai đứng lên? Tôi là Củ Động, và hãy cùng tôi khám phá hệ thống phân chia đẳng cấp của Ấn Độ. Từ 1.500 năm trước Công Nguyên, những người Aryan từ Trung Á đã đến Ấn Độ và tạo ra một hệ thống phân chia đẳng cấp để kiểm soát người dân bản địa. Theo thời gian, hệ thống này được nhào nặn dưới bàn tay của giới tinh hoa và trở thành một phần quan trọng của đạo Hindu, tôn giáo lớn nhất của Ấn Độ. Vào thế kỷ 19, người Anh đặt chân đến Ấn Độ và nhanh chóng thiết lập thuộc địa. Những người da trắng này nhận ra rằng hệ thống đẳng cấp là một công cụ hữu hiệu để duy trì trật tự và bóc lột thuộc địa. Dưới bàn tay của thực dân Anh, sự phân biệt trở nên rõ ràng, khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Theo người Anh thì Ấn Độ bắt buộc phải là xã hội phân chia đẳng cấp. Đám thực dân này cấu kết với tầng lớp tinh hoa để nô lệ, bần cùng hóa những người dưới đáy xã hội. Vào năm 1947, cuối cùng đám thực dân cũng rời đi. Hiến pháp Ấn Độ ra đời, chính thức xóa bỏ hệ thống phân chia đẳng cấp. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến xã hội Ấn Độ cho đến tận bây giờ. Yep, cùng với niềm tin mãnh liệt vào Hindu giáo. Tôn giáo này giải thích rằng mỗi đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ đến từ một phần trên cơ thể của đấng tạo hóa Brahma. Theo đó, thì đẳng cấp cao nhất được gọi là Brahmins hay Bà La Môn, đến từ cái đầu gồm các tu sĩ. Đẳng cấp thứ hai, Kshatriyas hay Sát Đế Lợi, đến từ đôi vai, họ là các vương công quý tộc hay chiến binh. Thứ ba là Vaishyas hay Phệ Xá, đến từ cái bụng, gồm thợ thủ công, thương nhân, nông dân. Và cuối cùng là Shudra hay Thủ Đà La, đến từ đôi chân, đây là tầng lớp nô lệ, những người làm công việc nặng nhọc. Đó là bốn đẳng cấp chính thống, thế nhưng vẫn còn một đẳng cấp khác, đó chính là Dalit hay Chiên Đà La. Và tôi sẽ đi sâu vào đẳng cấp này sau. Mỗi đẳng cấp lại được chia thành 25.000 nhóm nhỏ, mỗi nhóm có nghề nghiệp được định sẵn. Ví dụ, nhóm Mali thuộc đẳng cấp Shudra là những người làm vườn, không chỉ quyết định nghề nghiệp, đẳng cấp còn quyết định quan hệ xã hội của mỗi người. Ví dụ bạn không thể kết hôn hoặc thậm chí là nói chuyện hay có bất kỳ tương tác nào với giai cấp khác. Hãy lưu ý rằng trong hệ thống này, ai ở đâu, ở yên đó, một người sinh ra trong đẳng cấp nào sẽ chết đi trong đúng đẳng cấp đó. Tất nhiên thì về mặt kinh tế, bạn vẫn có thể leo lên. Sau khi hiến pháp Ấn Độ xóa bỏ hệ thống đẳng cấp, mọi người có thể tự do theo đuổi bất kỳ nghề nghiệp nào. Bạn đã xem bộ phim Triệu Phú Ổ Chuột rồi chứ? Vậy thì cuộc đời và sự nghiệp của người đàn ông này cũng phảng phất dư âm của bộ phim đó. Từ con của một thợ đóng giày mù chữ thuộc tầng lớp tiện dân hạ đẳng, ông đã trở thành siêu triệu phú. Tuy nhiên thì phần lớn những người giàu vẫn đến từ ba đẳng cấp trên cùng và tuyệt đại đa số người nghèo thuộc về tầng lớp dưới đáy. Và dù bạn có thể làm giàu để cải thiện vị trí kinh tế, thế nhưng về mặt xã hội thì vẫn là ai ở đâu, ở yên chỗ đó. Đẳng cấp còn quyết định cả thứ bạn đưa vào miệng. Ví dụ, hai đẳng cấp cao nhất không được ăn thịt, uống rượu hay hút thuốc vì những hành vi này bị coi là dơ bẩn, chỉ có giai cấp thấp kém mới làm. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nói về giai cấp thấp kém nhất nhé. Dalit hay Thủ Đà La, tiện dân hay bất xúc dân, tức là không được chạm vào. Hạ tiện đến mức mà Dalit bị loại khỏi hệ thống đẳng cấp 4 lớp của Hindu giáo, một tầng lớp hoàn toàn bị phủ nhận. Thế nhưng mà bất ngờ chưa? Theo kết quả tổng điều tra dân số vào năm 2011, nhóm này có hơn 200 triệu người, chiếm 16% dân số của Ấn Độ, và đó là số liệu cách đây 12 năm. Đúng như cái tên của mình, những người Dalit hay bất xúc dân phải làm những nghề bẩn thỉu mà không ai muốn mó tay vào. Ví dụ như là coi ngục, chôn người chết, quét dọn nhà vệ sinh, gánh phân, giết mổ gia súc, đâm thuê trả mướn. Chính vì làm những công việc này mà linh hồn của họ bị coi là ô uế, cấm bước vào đền thờ của Hindu giáo. Bạn cần lưu ý rằng là ở Ấn Độ, bẩn thỉu và ô uế là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như rác trên sàn nhà hoặc lũ chuột thì là bẩn thỉu, thế nhưng mà không phải là ô uế, nên là mọi tầng lớp đều có thể chạm vào. Thế nhưng những người đã mất hoặc chất bài tiết của người thì bị coi là ô uế, nên những đẳng cấp cao sẽ không chạm vào,
cũng như là không chung đụng với những kẻ chạm vào ô uế. Một lần nữa, mặc dù đi ngược lại với hiến pháp, thế nhưng người ta vẫn tuân theo quy tắc bất xúc, nhất là ở những vùng quê. Giải thích dễ hiểu thì ở nhiều làng mạc nhà dân không có toilet riêng mà phải đi nhà xí công cộng. Tất cả việc dọn dẹp là trách nhiệm của Dalit. Họ phải sống tách biệt với cộng đồng, ở trong những khu ổ chuột mà phim ảnh không nói quá chút nào. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn cách người Ấn Độ hành xử trong hệ thống giai cấp như thế nào. Nhìn chung thì những đẳng cấp cao không muốn ở gần giai cấp hạ tiện. Trước những năm 1950, họ còn không đi nhà hàng vì sợ các Dalit làm việc trong nhà bếp có thể chạm vào đồ ăn của họ. Thế nhưng khi đời sống ngày càng phát triển nhanh chóng, tư duy của con người cũng thay đổi. Nếu như cách đây từ 2 đến 30 năm, các giai cấp khác nhau sẽ không thể làm bạn, thì bây giờ một hệ tư tưởng mới với tư duy cởi mở hơn đã không còn quá bận tâm đến đẳng cấp. Có những giáo viên bà la môn sẵn sàng làm bạn với giai cấp dưới, bất chấp lời ra tiếng vào về sự chênh lệch đẳng cấp. Vào năm 1997, Narayanan đắc cử tổng thống. Đó là một bước ngoặt trong lịch sử Ấn Độ, vì ông là người đầu tiên và cho đến bây giờ là người duy nhất đến từ đẳng cấp Dalit được bầu làm tổng thống. Cho đến tận ngày nay, ông vẫn là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Thế nhưng dĩ nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng thay đổi tư duy. Nhiều người vẫn phân biệt đối xử với Dalit, dù họ không làm những việc bị coi là ô uế, chỉ vì đầu óc cổ hủ tin rằng tiếp xúc hoặc ở gần Dalit sẽ ô uế và hạ thấp đẳng cấp của mình xuống bằng Dalit. क्योंकि हम लोग मीट मच्छी नहीं खाते हैं ये एग्जांपल आ जाते हैं ज्यादातर और फिर और होते हैं जो खाते हैं वी हैव जस्ट टच्ड द हरिजन एंड आई नो ही इज अ हरिजन सो आई गो टू द होम एंड आई टेक शावर. Và những người này muốn đảm bảo rằng là con cái của họ cũng thấm nhuần tư tưởng của bố mẹ. Đừng động vào Dalit, đám đó ô uế lắm các con ạ. Cho đến tận ngày nay, gần 30% làng mạc ở Ấn Độ có hiện tượng nhân viên y tế công từ chối bước vào nhà của Dalit. Các Dalit cũng không được bước chân vào đồn cảnh sát. Còn ở trường, trẻ con không được ngồi với bạn học thuộc đẳng cấp cao hơn. Còn nếu dám phản kháng thì sao? Hình phạt có thể sẽ rất tàn khốc. Trung bình mỗi tuần, Ấn Độ ghi nhận 13 người bị tước đi sinh mạng và 5 ngôi nhà của Dalit bị thiêu cháy. Để gọi là đền bù cho giai cấp thấp, chính phủ Ấn Độ có những chính sách ưu đãi riêng gọi là reservation, tức là dành chỗ cho Dalit trong giáo dục, việc làm cũng như là hệ thống chính trị. Con em giai cấp thấp được ưu đãi về điểm số khi thi vào các trường đại học. Trong Quốc hội Ấn Độ, 24% số ghế được dành cho tầng lớp thấp. Chính sách reservation vốn là biện pháp tình thế được áp dụng sau khi Ấn Độ tuyên bố độc lập. Ban đầu, nó chỉ có hiệu lực 10 năm, thế nhưng hơn 7 thập kỷ đã trôi qua và nó vẫn tiếp tục được thực thi. Điều mà chính phủ Ấn Độ không công khai, đó là để được hưởng ưu đãi, những người thiệt thòi buộc phải xin giấy chứng nhận mình là Dalit. Đó là một thủ tục nhiêu khê và quan liêu. Và dù cho Dalit có được dành chỗ trong các cơ quan công quyền, tổ chức kinh tế, thì chỗ của họ cũng không phải là những vị trí đáng kể. Chính người dân Ấn Độ cũng tranh cãi rất nhiều về chương trình này. Một số người cho rằng chính sách dành chỗ giúp cho Dalit thoát khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo, trong khi một số người khác thì nói rằng làm như vậy là không công bằng cho những người cũng nỗ lực chăm chỉ, thế nhưng không thuộc tầng lớp thấp. Nghe rất giống câu chuyện về cộng điểm vùng miền khi thi đại học ở Việt Nam nha các bạn. Bên nào cũng có cái lý của mình, bên thì cho rằng lịch sử có món nợ cần phải trả. Bên thì bảo là vì hiến pháp đã xóa bỏ chế độ đẳng cấp, vì vậy tất cả mọi người đều có cơ hội ngang nhau. So now people they are rich or not rich is depend on his quality, degree, ability, not because of the caste. Dù sao đi chăng nữa, không thể phủ nhận hệ thống đẳng cấp bao trùm lên mọi lĩnh vực ở Ấn Độ, thậm chí là sức khỏe của người dân. Ở tiểu lục địa Ấn Độ, quốc gia này là một nước giàu nhất, phát triển nhất. Thế nhưng đồng thời tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ở Ấn Độ cũng cao hơn Myanmar, Bangladesh và Nepal. Lý do liên quan trực tiếp đến hệ thống đẳng cấp. 15% dân số Ấn Độ không có toilet. Vì thế theo truyền thống thì họ sẽ chút bầu tâm sự với bạn biết đấy, bên lề đường, bờ sông, vân vân. Họ làm thế không chỉ vì nghèo, mà còn vì chất bài tiết bị coi là ô uế và những thứ ô uế thì không được ở trong nhà. Cho nên 15% của 1,4 tỷ dân, tức là hơn 200 triệu người đang phóng uế bừa bãi bên ngoài đường. Và bạn hãy thử tưởng tượng là nếu có một trận mưa bão ập xuống, cuốn trôi mọi thứ xuống sông hồ, đồng ruộng hay là gây ô nhiễm nguồn nước. Và nước đó thì người dân lại lấy về làm nước sinh hoạt. Nếu bạn hỏi tôi nghĩ gì về hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ, tôi sẽ hỏi lại rằng một Dalit làm nhiều việc thiện, sống có đạo đức thì có cao quý hơn một người Bà La Môn vô đạo đức hay không? Dù ngày nay hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ không còn quá kinh khủng như thời thuộc địa, thế nhưng sự phân biệt đối xử vẫn còn đó và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Có thể xóa bỏ nó hoàn toàn không? Câu trả lời có lẽ là rất khó, khi mà nó gắn liền với niềm tin của tôn giáo lâu đời nhất thế giới với khoảng 1 tỷ tín đồ.